tôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều, những tiếng than đầy đau xót trước cảnh đất nước tan hoang. Còn đâu những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, mà nay là cánh đồng quê chảy máu đầy đau thương. Nhưng chẳng chiến dịch nào hóa được một bầu trời Việt Nam tươi đẹp, rộn ràng tiếng chim, một mảnh đất anh hùng mọc đầy những công hoa đất đã tắm bao nước mắt, mồ hôi và xương máu của dân tộc từ bao đời nay. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta phải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
mày mang nghiệp sau công trường dồn ra khắp nơi đây. Vinh quang thay công nhân công đoàn ta cùng tiến bước theo đảng hiện đại hóa nước nhà. Chúng thay ta xây nên công nghiệp hóa cho cuộc sống hôm nay người sáng tiếp đi.
một vùng tài nguyên đang chắc cánh bay lên. Thái Nguyên năm 2024 thành công rực rỡ.